Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm clip này để hướng dẫn mọi người cách đăng ký thi Tokutei Gino những cái ngành sản xuất nha. Thì là sản xuất thì chúng ta có sản xuất nguyên vật liệu này, sản xuất máy móc, rồi những cái lĩnh vực liên quan đến điện, điện tử đúng không? Thì mình đã có một cái clip trước để hướng dẫn mọi người rồi, tuy nhiên là gần đây là hệ thống có thay đổi, là yêu cầu chúng ta phải đăng ký cái trang cá nhân là MyPG trước ấy thì mới đăng ký được ấy. Cho nên là mình hướng dẫn mọi người cách đăng ký theo cái phương pháp mới này nhá. Rồi ok, là mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải vào một cái trang để đăng ký như này. Đây, mình sẽ có một cái trang như này. Thì trang này thì mình cũng sẽ để trong cái phần mô tả của video nhé. Thì các bạn có thể mở cái link đấy, hoặc các bạn có thể xem trong cái bài viết về lịch thi của mình nhé. Thì cái lịch thi lần này thì là gần nhất đây là tháng 7 đấy, tháng 7 năm 2022 nhé. Đó, thì đang có mở thi là 18 ngành ngoài ngành Hàn. Đó, và các địa điểm như này đây, đấy. Ngày thi đây, đó. Thì kéo xuống đây chúng ta sẽ nhìn thấy là hạn là đến 21 tháng 6 thôi, rất là gần thôi. Và nó có những cái ngành nào ghi rõ đây, ngày thi và các nút đăng ký Moshikomi và Kochira đấy. Đấy, cái nút này là cái nút để các bạn ấn vào đăng ký nhá. Thì các bạn nhìn thấy mỗi địa điểm này, mỗi nơi này nó sẽ có một cái ngày này. Các bạn check cho mình là cái nơi ở các bạn ở đâu nhá. Ví dụ giờ mình sẽ ấn là Osaka đi. Rồi thì mình sẽ ấn là Moshikomi ở nút bên dưới này nhé. Bạn nhớ để ý cái vùng nhé. Ví dụ như là mình đang ví dụ là Osaka nên mình sẽ chọn vùng Osaka. Tuy nhiên là cái phần này thì mình sẽ vào để đăng ký thôi. Trang cá nhân trước thôi nên bạn ấn chỗ nào cũng được. Rồi. Và đến đây mình sẽ có một cái nút là Shinki Todoku đấy nha, các bạn thấy chưa? Đây là cái nút đăng ký tài khoản mới. Đó, còn bạn nào mà có trang cá nhân rồi thì chỉ việc ấn vào cái nút My Page màu đỏ trên đây thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn những bạn mà từ chưa có cái trang cá nhân nhé. Nên mình sẽ ấn vào nút Shinki Todoku rồi. Chỗ này là mình sẽ nhập tên nhé, họ rồi đến tên nhé. Ví dụ các bạn họ Nguyễn Văn A thì các bạn nhập Nguyễn bên này, Văn A bên kia nhé. Mình là Hà Nana thì Hà Nana bên này. Rồi, tên rồi nhớ là phải trùng với tên trên hộ chiếu và thẻ lưu trú nhé. Đó, nhớ là phải trùng với tên trên đó chứ không phải là tên thường gọi hay tên viết tắt đâu. Rồi, đây là phần furigana nhé, katakana nhé. Thì các bạn đánh cái chữ katakana tên của các bạn là được thôi. Rồi, tiếp theo dưới đây là ngày tháng năm sinh nhé. Các bạn nhớ nhập chính xác ngày tháng năm sinh nha. Mình cũng ví dụ 1999 đi. Ngày 1 tháng 1. Ok, rồi. Đến đây là giới tính nhé. Giới tính thì mình nữ thì mình chọn là Jose, các bạn nam bạn chọn Đăng Xê nhé. Rồi, đến đây là quốc tịch các bạn chọn. Mình là người Việt Nam đúng không? Mình chọn Việt Nam Mự nhé. Rồi. Đến dưới đây thì là chọn là đang sống ở Nhật hoặc là đang sống ở ngoài nước Nhật. Với những bạn mà visa du lịch để sang Nhật thi ấy, thì các bạn chọn là Nihon Koku Gai nhé. Rồi ấn đây thì các bạn chỉ cần nhập tên nước thôi, ví dụ như là Beto Nam Mự là được. Còn đang sống ở Nhật ta chọn là Nihon Koku Nai nhé. Chỗ này sẽ là nhập cái mã bưu điện nhé. Các bạn nhớ nhập chính xác cái mã bưu điện của nhà các bạn nhé. Rồi, mình ví dụ là 100004 chẳng hạn. Rồi, rồi các bạn ấn ở đây. Xong cái mã bưu điện các bạn ấn Jusho Kensaku là nó sẽ tự động hiện ra cái địa chỉ của các bạn. Đó, nó tự động hiện ra chưa? Tỉnh rồi, các nơi rồi, lúc ấy mình chỉ cần nhập thêm cái số nhà thôi. Đấy. Cái số đường ấy, ví dụ 111 và tên tòa nhà nhé. Nhớ phải nhập cả tên tòa nhà và tên số phòng nữa nhé. Đây mình đang ví dụ này. Ví dụ là ABC Biru chẳng hạn. Rồi, tòa 101 à số nhà 101 chẳng hạn. Đấy. Rồi. Tiếp theo là số điện thoại, cái số điện thoại này bắt buộc phải nhập nên là các bạn có thể nhập cái số điện thoại của công ty, của trường học, của bạn bè hoặc là số linh tinh cũng được nếu như mà chúng ta không có số điện thoại. Không sao cả nhé, mình nói ví dụ thôi. 03 1234 5678. Rồi. Đến đây là cái thành tích học tập cuối cùng của các bạn. Thì mấy cái câu này là không phải bắt buộc trả lời được, không trả lời được nhưng mà thôi các bạn cứ trả lời đi. Mình đang ví dụ này, đây ví dụ có học cấp 1 này, cấp 2 này, cấp 3 này, cao đẳng chuyên môn này, rồi đại học này hoặc là cao học này. Mình đang ví dụ thì mình chọn ví dụ mình chọn cấp 3 đi nhá. Chọn cấp 3 là Coco nhá. Rồi. Rồi đến đây là tên của công ty và hoặc là tên của trường các bạn đang theo học. Cái này thì nó không có chữ đỏ là thực sự, tức là không bắt buộc các bạn nhập được mà không nhập được thì mình cứ nhập thôi. Kawasaki Gaisha ABC chẳng hạn. Rồi. Đến đây là bắt đầu nhập địa chỉ email nhá. Các bạn nhập chính xác địa chỉ email cho mình nha. Nếu mà nhập sai thì hệ thống sẽ không gửi được cái email đến cho mình đâu. Các bạn nhớ nhập chính xác cho mình nhé. Ví dụ như mình là nanaha2021. Rồi, dưới đây thì các bạn có thể nhập xác nhận lại cái địa chỉ email, tức là nhập y chang cái email bên trên nhé. Rồi, gmail.com. Rồi, tiếp
Tiếp theo là đến xác lập mật khẩu nhé. Mật khẩu thì chúng ta phải có từ 8 đến 24 chữ số, tức là tối thiểu phải có 8 chữ số, bao gồm cả chữ viết hoa, chữ viết thường và số. Đấy. Mình nhớ thiết lập nhé, đủ nhé, chữ viết hoa, viết thường và số nhé, và 8 chữ số trở lên nhé. Rồi, nhập mật khẩu ở đây. Rồi, xong rồi các bạn ấn vào đồng ý nhé. Đồng ý với cái điều khoản về cái quy tắc sử dụng thông tin cá nhân ấy. Các bạn có thể xem cái thông tin quy tắc của họ đây. Nói chung là ok thì mình sẽ ấn vào Nayo Kakunin nhé. Rồi, ấn vào đây rồi họ sẽ bảo mình xác nhận lại những cái thông tin này. Thì mình kiểm tra lại một lần nữa xem thông tin này là có đúng không. Ví dụ tên, rồi ngày tháng năm sinh, rồi quốc tịch, vân vân, số điện thoại, rồi email, vân vân đấy. Đúng thì các bạn ấn xô xin cho mình nhé. Rồi, lúc này là họ báo là họ đã gửi thông tin email vào mail của mình rồi. Và các bạn check ngay email đó, có mail tới ngay rồi. Rồi, click vào đây. Các bạn thấy chưa, cái link màu xanh rất là dài này nhá. Các bạn ấn vào đây để xác nhận email cho mình. Phải xác nhận thì tài khoản mới coi như là xong. Rồi, mình ấn xác nhận. Ấn xác nhận xong là nó đã tự động đăng nhập luôn nếu các bạn dùng trên máy tính. Còn nếu mà điện thoại thì có thể nó sẽ bắt mình là phải phải đăng nhập một lần nữa nhé. Thì các bạn đăng nhập nhé. Rồi, sau khi đăng nhập xong thì các bạn vào ấn My Page cho mình. Khi đăng nhập xong nó sẽ hiển thị ra một cái màn hình này, có hai cái nút này. Trên là điện thoại của mình nó sẽ là hai nút, một nút trên, một nút dưới nhé. Các bạn sẽ chọn cho mình cái nút là Shiken Kaisai Joho nhé. Đấy. Đó, cái nút này nhé, cái nút bên trên nhé. Đấy, nút bên cạnh là kiểm tra đã đăng ký rồi. Đây, ngoài nó sẽ hiện những cái mà thông tin mà những kỳ thi gần nhất. Đấy, mình đang ví dụ Osaka ngày mùng 4 tháng 7 nhé. Đó, Gifu ngày mùng 7 tháng 7 đúng không? Hamamatsu ngày 11 tháng 7 đúng không? Thì mình đang ví dụ là mình muốn đăng ký Osaka thì mình sẽ chọn Osaka nhé. Nên những bạn nào mà muốn đăng ký những cái vùng khác như Tokyo này, Nagoya này, các bạn chọn cái vùng tương ứng với các bạn nhé. Rồi giờ mình sẽ chọn Osaka nhé. Mình ví dụ là mình chọn Osaka này. Ok. Rồi ấn vào đây thì nó sẽ có là ngày mùng 4 tháng 7 này, địa điểm Osaka này, có những cái ngành này này. Rồi ok. Hạn đăng ký là ngày này giờ này này. Đấy. Rồi đầu tiên là mình sẽ chọn cái lĩnh vực, cái ngành nào mà mình muốn thi. Nó có rất nhiều nhưng cái phần nào mà chữ nó màu trắng nổi lên này là mình mới chọn được nhá. Thế các bạn thi ngành nào các bạn chọn thôi. Đúc rồi dập kim loại vân vân các kiểu ấy. Thì các bạn thi cái nào thì các bạn chọn cái đấy. Hoặc là điện điện tử thì các bạn chọn nhá. Mình thì mình sẽ đăng ký mẫu, mình sẽ chọn một cái mẫu đi. Mình sẽ chọn cái gì ta. Rồi mình chọn là kiểm tra máy móc đi. Kikai kiến xạ nhá. Rồi rồi. Rồi mình sẽ chọn kiểm tra máy móc này, kỳ cai kiến xạ này. Rồi ok. Rồi, dưới đây là họ hỏi là mình đã có kinh nghiệm làm việc cái lĩnh vực này bao nhiêu lâu rồi. Thì các bạn có các bạn điền nhé, không có thì mình cứ điền không không cũng được nhé. Rồi tiếp theo là thông tin thẻ lưu trú của các bạn là thẻ loại gì, ví dụ như là du học sinh hay là Tokute Katsudo hay là Tokute Gino hay là Jimbung vân vân. Thì các bạn chọn đúng cái thông tin thẻ lưu trú của mình nha. Thì mình đang ví dụ mình du học sinh nên mình sẽ chọn lưu cự nhé. Rồi mình sẽ chọn là du học sinh này, lưu ga cự đâu tôi ta à đây rồi, lưu ga cự nhá. Rồi ok. Rồi tiếp theo là người ta sẽ bắt bạn phải tải lên cái gọi là cái giấy tờ tùy thân của các bạn đấy. Cái giấy tờ tùy thân của mình thì họ sổ ra rất là nhiều nhưng mà thường chúng ta sẽ chỉ có là giấy lưu ca độ là thẻ lưu trú này đấy, hoặc là passport độ là hộ chiếu, hoặc là my number đấy, hoặc là bằng lái xe. Nhưng mà mình nghĩ là giấy lưu ca độ là phổ biến nhất với những các bạn đang ở Nhật. Thì các bạn mà từ Việt Nam sang thì chọn passport độ nhé. Rồi mình chọn giấy lưu ca độ. Rồi đây giờ mình phải nhập nhập cái số thẻ lưu trú của mình nhé. Nếu mà hộ chiếu thì là số số hộ chiếu nhé. Đấy, mình chọn là giấy lưu ca độ nên mình sẽ nhập cái số thẻ lưu trú của mình. Rồi tiếp theo là cái ngày hết hạn nhé. Ví dụ thẻ lưu trú thì ngày hết hạn của thẻ lưu trú, mà hộ chiếu ngày hết hạn của hộ chiếu. Đấy, nếu ví dụ ngày hết hạn ngày mùng 11 tháng 10 2022. Rồi đến đây các bạn sẽ chọn cái ảnh để tải lên cái thẻ lưu trú của các bạn. Đấy, ví dụ đây là cái ảnh mẫu thôi nha, nên mình tải linh tinh chứ các bạn phải tải đúng cái ảnh thẻ lưu trú các bạn nhé. Đấy, nó sẽ khoanh vùng để các bạn lấy được đủ thông tin, các bạn phải nhớ đưa nó vào cái thẻ của mình vào đúng cái vùng đấy. Rồi đây là sẽ là ảnh khuôn mặt nhé, ảnh thẻ nhé, chụp khuôn mặt của các bạn nhé. Tốt nhất là nên chụp nền đằng sau màu trắng nhé, tường trắng nhé, và rõ dễ nhìn nhé. Đây là mình lấy một cái ảnh mẫu lung tung thôi chứ các bạn phải chọn đúng ảnh khuôn mặt của các bạn cho mình nha. Rồi lệ phí thi sẽ là 2.000 yên này và thanh toán bằng thẻ tín dụng nhé. Và đến đây mình sẽ ấn là Moshikomi Nayo Kakunin để mình kiểm tra lại thông tin mình đăng ký xem nó đúng chưa. Rồi giờ màn hình sẽ chuyển sang là những cái thông tin này và mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem ok không. Đấy,
Rồi xem cái ảnh mình tải lên đúng chưa. Ok thì mình sẽ ấn show scene nhé. Ấn gửi cái thông tin này đi nhé. Rồi ok. Khi mà mình ấn gửi đi rồi thì nó sẽ hướng dẫn mình là nó đã show scene master và có một cái kesai gamen ế, tức là đi tới cái màn hình để thanh toán nhé. Đấy, rồi thì mình sẽ ấn vào đây để mình đi thanh toán. Thì lúc này là mình sẽ ấn vào cái nút kẹt sai sư đự này là được nhé. Rồi mình sẽ ấn vào đây kẹt sai sư đự. Rồi nó hiện ra đây rồi. Thì các bạn chỉ có một lựa chọn đó là Credit Tocado thôi. Các bạn chỉ cần chọn này thôi. Ấn sư sư mự cho mình nhé. Rồi đến đây thì nó sẽ chỉ có một lựa chọn là yêu cầu phải thanh toán một loạt chứ không có trả góp. Và đây là nhập mã số cái thẻ tín dụng các bạn. Đấy à, cái mã số thẻ tín dụng nhé. Credit Tocado. Rồi nhập cái mã số đấy xong, còn đây là ngày ngày hết hạn của thẻ nhé. Trong ví dụ rồi mình chọn ví dụ đây, đây là cái mã cái ba cái số bí mật đằng sau thẻ đấy. Rồi đến đây các bạn chỉ cần ấn cancel là xong thôi, là coi như đã thanh toán xong. Vì mình ví dụ nên là mình nhập linh tinh nên mình sẽ không ấn được nhé, nếu mà ấn nó sẽ bị lỗi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn đăng ký thi thành công và chúc các bạn thi tốt nha. Cảm ơn mọi người, nhớ đăng ký kênh giúp Nana nha, tạm biệt.